Đội vệ binh Thụy Sĩ chúc mừng Giáng sinh Đức Thánh Cha và mọi người. Lần đầu tiên, đội vệ binh Thụy Sĩ chúc mừng Giáng sinh Đức Thánh Cha Francisco và mọi người bằng một đoạn video clip. Trong đoạn video clip này, những ai quan tâm đến đội vệ binh của Đức Giáo Hoàng cũng có cơ hội biết cuộc sống hàng ngày của các vệ binh Thụy Sĩ và các khía cạnh khác của việc phục vụ đặc biệt này. Sau bộ phim giới thiệu được trình chiếu vào ngày 22 tháng Giêng năm 2018 tại buổi lễ kỷ niệm 512 năm thành lập đội vệ binh đã thu hút rất nhiều sự quan tâm và nhiều lời khen ngợi. Đội vệ binh Thụy Sĩ tiếp tục thực hiện một loạt video clip giới thiệu về chính mình. Trong số các chủ đề sẽ được thực hiện có các chủ đề nói về truyền thống hàng trăm năm tuổi và lịch sử của đội, việc gia nhập của các tân binh và dịch vụ an ninh cho giáo hoàng và tòa thánh. Mục đích của loạt video clip này nhằm truyền tải một hình ảnh thực tế về các trách vụ thú vị của đội vệ binh. Những ai quan tâm có thể biết được những hình ảnh phía sau cuộc sống thường ngày của họ. Và trên hết, qua các video clip này, những người thực hiện muốn bày tỏ sự quan tâm, khuyến khích những người trẻ Thụy Sĩ thực hiện dịch vụ uy tín, bổ ích và phong phú này. Thank you.